Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ chơi cùng với lại team người lạ do các bạn yêu cầu cũng khá là nhiều. Với lại thời gian qua thì mình cũng đi solo squad nhiều rồi. Thực ra thì thời gian vừa rồi mình không muốn đi cùng với lại người lạ là do lần trước ấy, clip mà mình chơi cùng người lạ ở lần trước thì có một thanh niên vào comment nói rằng là chúng mày solo squad có bao giờ được top 1 đâu mà không chơi cùng với lại người lạ để hỗ trợ cho ấy. Đấy. Nói chung là mình đọc cái comment đấy thì mình cũng cười và mình chặn luôn rồi, chả quan tâm. Tại vì mấy cái thanh niên mà kiểu anti ấy, kiểu vào ghét ghét mình xong rồi vào comment kiểu cà khịa, kiểu cái kháy đều ấy mà. Nên mình chả quan tâm, mình chặn luôn. Này mình chỉ làm, mình phục vụ cho những bạn mà thực sự muốn xem trên kênh mình thôi. Rồi, cái mặt này. Ủa, ông sao bốn ông nấp chỗ nào nhờ? Xe trong cũng có luôn nè. Đây có một tên công qua này. Chuyện này người lạ đi đâu hết đấy nhờ, mình chấm C rồi mà lại bay qua bên nhà máy à? À, tên này không vào anh em ạ. Tỉnh thế nhờ, biết mình kê rồi. Rồi. Ông này chơi IQ đấy. Công ra luôn này. Đẩy nó đi. Gạt luôn này, không cho thiếu luôn. Rồi, bên chỗ xe trong cũng đang bắn nhau rất là nhiệt tình. Ơ, ngoài này là con bot à? Ra mình loot thêm ít đồ đã. Uầy, bọn xe trong tính công mình rồi này. Một thằng công vào tầng 1 rồi. Đồng đấy anh em ạ. Bọn này mình nghe tiếng chân ít nhất phải 3 tên. Từ từ, nó công đông như thế này thì chúng ta đứng, chúng ta canh thôi. Ngay tầng 1 một tên, đứng ngay sau cửa hay sao ấy. Tầng 2 một tên đẩy lên này. Đẩy lên đây bạn ý rồi ôi. Ui, tiếng súng đông lắm, đang còn ít nhất hai tên nữa. Mình lùi vào đây mình hiêu máu đã. May mà có đấy bắt được một tên lẻ. Nó bắt đẩy cùng ba thằng ở trên thì chắc là mình chết. Rồi, cứ bình tĩnh. Mình hiêu được máu rồi mà. Nào, công không các bạn? Một tên đứng đây này. Ơ, cái tên mình vừa nốc như là con bot hay sao ấy, đâu phải người đâu, cờ với lại tên giống bot ấy. Đây. Tên này mới là người này. Đi tìm mình ở trên đấy á. Mình đứng đây cơ mà. Rồi, còn đâu bên ngoài. Ô, quả bom lửa vào này, hết canh nhá. Trời ơi, tính cứu à. Rồi, nốc tiếp à. Thế là team này về còn một nữa thôi. Ô kìa. Ôi, xong rồi. Chưa kịp gạt cái tên kia thì bị thằng nào trên giàn giáo nó gạt mất rồi. Cày thế nhở. Bên kia có tên đang táp táp. Mà tự nhiên nó lại bò về đấy hay là bạn nó ở ngoài kia hay sao ấy. Mình nghĩ chắc là bạn nó ở ngoài kia rồi anh em ạ. À kia rồi. Mình thấy mất tên rồi này. Nó lùi về bên đấy rồi cả. À, chạy đâu ấy anh em ạ. Thôi mình quay về chỗ nhà máy đi tìm người. Đây, bên nhà máy có tiếng súng này. À, rồi, có người luôn. Một thanh niên vừa sấy một con bot. Mình sẽ tiếp cận luôn. Ôi, ôi. Trời ơi, một tên đứng ở đây. Ô. Máy nồi có ông nội nào đi xe đạp kìa. Gạt tên này trước đã. Một tên nó đang mua đồ kìa, thế mà mình không thấy luôn. À đây rồi. Thấy cái tên thần giáo rồi. Trời ơi. Thanh niên nằm kê nãy giờ ạ. Đây đang nằm này. Ui, chạy kìa chạy kìa. May cho ông này là mình không có cốp nha, chứ không thì toang. Để mình thử lên mình bắt cái tên này được không. Nó một đầu một người rồi. Không thấy luôn ý, nó nằm nó núp rồi. Thôi kệ đi. Để mình công cái bọn ở chỗ bên nhà máy đây trước. À, thấy một tên. Tính chạy về này. Rồi, một tên lùi về. Tính chạy đi đâu. Không thấy cái tên kia nó ngó ra nhở. À, bọn này chơi kiểu như kiểu chơi núp ấy. Cũng hơi khó chơi.
đầu mùa mà cho nên là nhiều team bắn kiểu như này lắm. Đây, thì chất bên ngoài. Đứng đấy mà kê à bạn. Đồng bọn đâu rồi? Ôi. Rồi. Quên đấy, nó đang spam mà. Mình cứ nghĩ mình ngó mình bắn nhanh hơn nó nhưng mà không được, nó đang spam thì mày thế. Có số 1 đó, công lại gần rồi này. Mình cứ nghĩ là trận này mình phải out rồi đấy. Tại vì đồng đội đang xa mình. Ông số 3 ông lấy xe ông chạy đầu ấy. Số 1 mà nốc nữa là thôi coi như bỏ luôn. Ôi trời. May nhá. Vâng, cũng may mà số 1 quay lại đang muốn cứu mình anh em ạ. Đây cứu mình bạn này, cứu mình. Ông nội ông số 3 kia nãy rõ ràng thấy vào quân sự mà ông ấy chạy luôn rồi. Thanh niên này bỏ của chạy lấy người rồi. Đây đây, cứu được, cứu được. Tên kia đỡ mày xuống nó cứu thằng kia mà. Awesome. Hay lắm. Rồi. Để mình ốp bom. Kiểu gì nó đang cứu ngay sau cửa ấy. Đấy, sờ mốc ra này. Rồi nó cứu được rồi này. Nốc lại này. Biết ngay mà. Thêm quả nữa vào đấy luôn. Đứng đầu ấy. À. Rồi, thanh niên nằm bên ngoài sao ấy? Đây rồi. Awesome. Ok, Lia. À, cái thính này bị cái thằng thần giáo lút rồi hay sao ấy này? Ô, MG3 mà không bắn à? Ông này ông chê MG3 à? Thôi, không có sniper ạ. Mình đã có con 8x mà lại. Ở trận này bắn luôn combo hai cây súng AR luôn nhá. Đây để mình đẩy qua chỗ bên kia xem nào. Sao lại có tiếng súng như kiểu giả bot thế này? Bây giờ mà có bot là mình cũng thấy hơi hoài nghi nghe bạn. Bắn nhau nãy giờ làm gì còn bot nữa. À đây rồi. Tên ăn thính đấy rồi. Người Khỉ anh em đột ơi. này. Thanh niên đứng đây giả bot à? Chắc là định dụ ông số 1 à? Này thì dụ à bạn. Ôi rồi ôi, có xe. Ôi. Vãi rồi, thằng kia cây mai sấy mình luôn à? Có hai tên. Tôi chết rồi, nó dí mình rồi, bắt buộc phải dừng thôi. Bắt buộc phải dừng thôi anh em ơi. Nhưng mà căng thế. Một tên nữa này. Đẩy vào đây. Mình có MG3 đấy, may mà có hai tên. Chứ quả đấy mà tìm 4 thì chắc là mình chết thật chứ. Thế là nó vẫn là còn đồng bọn nó nữa cơ. Bọn này thấy chạy từ Pochiki chạy ra. Lúc xong rồi mình lấy xe mình qua luôn đi. Đây đây đây, có xe trước mặt. Đây nó dừng. Úi rồi ôi. Có thằng cầm AUG anh em ơi. Mùa này AUG bắn rát lắm đấy. Không được đâu. Vừa con xe khó thế nhở. Hai tên. Lấy xe nó luôn. Cho nó không chạy được luôn. Càng đấy. Cái góc của mình ấy là nó hay bị lấp đạn. Mà chúng nó vẫn bắn xuyên được cho nên là mình khó chơi. Ui rồi ôi, đồng đội lại quá sờ mốc. Ôi. Ơ, có thằng nào đứng bên phải bắn mình ấy nhở? Nó có tiếng siren đấy mình không nghe được. À, chỗ kia có con xe kìa. Ủa. Vãi nồi, tiếng súng nhiều hướng đây. Thôi xong rồi. Số 1 nốc rồi. Đây để mình quay về mình cứu, mình quay về mình cứu. Chạy luôn, chạy luôn. Phải cứu số 1, lúc nãy số 1 cứu mình trong quân sự mà. Ôi thôi. Mẹ cái thằng kia đâu. À. Tôi chết rồi. Ông Phương. Messi. Đây rồi. Mẹ vẫn thoát thân anh em ạ. Quả đấy không cứu được số 1 rồi. Nhưng mà tí nữa mình chết theo ấy chứ. Đợi tí. Kiểu này phải về lấy con bác ghi kia. Đẩy luôn hai cái thằng ở dưới chỗ nhà vệ sinh này. Mình bực Mark hai the này lắm rồi. location. Help. Ôi. Sao Vãi không? rồi. Có thằng VS gần, nằm gần thế. Nó có lên trên này rồi cơ à. Enemy
Đây rồi. Mày, thằng lẻ anh em ạ. Hình như cái thằng này là cái thằng mà nãy bắn mình ở dưới này. Vãi nồi, thật tụi đã lên trên này rồi. Mà sao cái bọn kia nó không bắn đâu? Ồ. Ê, bây giờ mà xuống lấy được con xe kia thì ngon này. Để mình đứng lấy mình canh cái bọn ở dưới kia. À, nó chạy vào này. Trời ơi. Nó bắn trong. Ui. Đâu ấy, đâu ấy? Ơ, thằng AOG. Một thằng đã công bên trên này rồi cơ à? Sao bọn này đẩy kiểu gì mà sao mình không thấy đâu nhở? Nó đứng chỗ sau cái tảng đá chỗ con xe đâm vào kia hay sao ấy nhở? Toàn nghe tiếng súng thôi mà không thấy ai, lạ thật. Bọn này tính công chơi mình rồi. Ơ, đứng chân bên trái này. Á đủ. Trước mặt luôn này. Cũng AOG này. Đây rồi. Này thì đẩy à. Lên đây mà đẩy, lên đây mà đẩy. Có đây rồi. Ai nồi. Rồi, thằng chỗ hòn đá nó bắt đầu sờ bốc. Mình phá hết xe luôn. Ui, ui. Ủa cái gì vậy trời, sao bọn này đông thế? Chỉ có hai thằng nhà vệ sinh mà tại sao lại một thằng vào Pochiki? Một thằng mình gạt chỗ này rồi. Với lại một thằng ở dưới hòn đá, với lại một thằng bên này nữa là bốn thằng. Thế chỗ này mấy team? Ủa? Trời, sợ nó ốp bom vào thôi. Tầm này nó mà ốp bom là mình chết. Đồng đội mình cũng chết theo ý. May mà quả đấy số 3 sờ mốc hợp lý đấy. Đúng rồi bạn ơi, lùi về, lùi về. Lùi về đây cho chắc ăn. Ốp bom vào này. Từ từ, nó đẩy này, nó đẩy này, nó đẩy này. Bắt thằng này luôn. Ồ, hai team anh em ạ. Vãi nồi. Thế là hai cái thằng mà ở dưới kia. Ồ, bên kia vẫn còn tiếng súng nhỉ. Thế là hai thằng ở dưới kia là team khác, nó vào bên trong khu nhà rồi. Đây để mình loot đã. Ồ, vẫn đang bắn nhau cơ à. Rồi xong, đúng cái bọn AOG đấy rồi. Cái bọn AOG mà đứng ở dưới chỗ nhà vệ sinh gỗ lúc nãy. Đây đây, là lấy xe nó chạy vào bo này. Trời ơi, phá lốp nó, phá lốp nó. Rồi, quay xe chưa? Chạy với chúng tôi à. Này thì chạy này, còn tên kia nữa. Rồi, tên này chạy nhanh thế. Tên này là tên cầm AOG này. Ngó này, ngó này. Còn một thằng đấy thôi. Ơ. Có tên đang nằm này, chết luôn. Như hack vậy. Đây rồi, chạy này. Ui, ăn mấy viên rồi. Thằng này cũng yếu rồi. Nào, chạy tiếp đi bạn. Sao nó trâu thế nhở? À, nằm đây là bạn rồi. Lìa luôn. Này thì chạy à. Đi thôi bạn đây, cứ lìa rồi. Ông kia vẫn chưa biết cả lìa hay sao ấy, vẫn đang còn ngó. Còn thằng cuối này, đi làm nốt thằng cuối luôn để cho người lạ đỡ xem TV lâu. Quay lại ở tên này núp chỗ nào ấy, trong nhà này cũng không có luôn. Ở đứng trên này mình quan sát đi. Lùa nãy giờ nó toàn núp thôi à, nó không thấy luôn ấy. Giờ chỉ có đứng đây rồi mình quan sát. Chắc chỉ có dưới kia thôi, trên này làm gì có ai đâu. Mà lượn dưới kia mấy vòng rồi nó không thèm thấy mình luôn. Nó toàn kiểu mình đi hướng nào thì nó sẽ núp sau cây hướng đấy sao ấy. À, sao hòn đá? Vừa thấy nó ngó xong. Thành niên núp hơi kỹ đấy. Nào, ốp bom xuống đây. Rồi, quả bom mới chắc là cũng yếu rồi đấy. Úi dồi ơi, ăn thêm bom nữa. Nó ra đây bạn. Ui.
Châu nhờ, như thế mà vẫn chưa chết à? Đẩy luôn này. Ôi rồi ôi, thôi xong. Ăn viên AMR, không kịp ngáp luôn. Thanh niên núp kỹ vãi cả trường. Thanh niên Trung Quốc này, cô làm cái gì không biết, ra mà bắn nhau thì biết đâu. Rồi, ok, bye bye mọi người nha. Clip hôm nay chơi cùng với lại vậy thôi nha.